nghe tôi không muốn làm gì. Anh nói kìa, sang tay quýt rung rung rung, người ta vô cáng, có nhau vô khác. Thằng này vậy, cái con ổng thấy mình quýnh ổng, lại lấy sách dao chém, tự nhiên có người chết, rồi người vô tù. Thì trong cái kinh mà Đức Phật nói bảo tố rồi này nọ đó, hồi đó tôi đọc đó, tôi nói trời, đâu có chuyện gì đâu, nổi giận Đức Phật nó bảo tố gì, chuyện miếng gì thấy ghê quá, đối làm gì đến nổi cái gì đó. Nhưng mà sau này khi tôi đọc hoài rồi, khi tôi quan sát cái thế giới này, tôi thấy y chang như vậy đó. Cho nên đừng thấy việc giận nhỏ không tránh, đừng thấy việc ác nhỏ không tránh, đừng thấy chuyện thương nhỏ mà không thương, đừng thấy chuyện dối nhỏ mà dối. Nói tóm lại đó, cái gì mà nói nhỏ đó, một chiếc tàu lớn như thế, bão tố chìm thì thỉnh thoảng lâu lắm, nhưng mà một cái lỗ nhỏ xíu đó, nó làm cái chiếc tàu đó, nó chìm dần 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 mà mình không hay. Cho tới mình hay là mình hết cứu rồi. Đó là nói chiếc thuyền. Còn mình á, khi mình hay ra đó, là mình bị, quý vị thấy cái thời này bệnh gì? Bệnh tiểu đường, bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh ung thư. Mà quý vị biết những cái nguyên nhân của cái bệnh này là cái gì không? Bất cứ khi nào mà mình bị ức chế nhiều ngày nhiều tháng, bởi vì nó giống y như là cái thế giới này, cái quy luật. Và nó có những cái bệnh mà nó tới một cách ồn ào đó. Thí dụ như bệnh cảm đó, quý vị thấy không? Làm đung 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 đung, mệt quá, và làm như mình sắp chết tới nơi. Nhưng mà thiệt ra khi nó tới nhanh như cơn bão, nghĩa là nó sẽ rút đi như cơn bão. Tất cả cái quy luật trong cái thế giới này đều đi theo một quy luật giống vậy. Còn nếu những cái bệnh, thí dụ mình lo, thì bỗng nhiên mình ăn cái thì nó có một chút. Bây giờ quý vị học, chúng ta biết rồi, chúng ta có những cái mà hóa học á, chất hóa học, cái này với này bỏ vô cái thành ra cái khác mà thấy ghê lắm, mà nó biến chuyển kinh hoàng, mình không thể tưởng tượng được. Thì nó vô, nó nằm một chút độc đó và nằm đó nằm đó, khi nó 20 năm nó mới phát hiện ra ngoài, thì như vậy sự trị nó cũng phải dài như 20 năm, thậm chí như 30 năm của cái bắt đầu của nó. Thì vì sao mình ngạc nhiên? Mà ba cái bệnh đó đó thì quý vị, nó nằm ở trong mấy cái chuyện thôi à. Người bị ức chế về tình dục, sớm muộn gì mấy chuyện đó cũng xảy ra. Người bị ức chế về tiền bạc, sớm muộn gì mấy chuyện đó cũng xảy ra. Người bị ức chế về tình cảm, sớm muộn gì mấy chuyện đó cũng xảy ra. Người bị ức chế về quyền lực, trời ơi, cái thằng trưởng phòng này nó ngu quá trời à. Mà sao nó làm trưởng phòng kỳ quá. Mà tại sao mình phải nghe lời thằng này? Trời ơi, thằng nó ngu không thể nào tưởng tượng được. Khi nào mà trong cơ thể, trong suy nghĩ của chúng ta mà như thế, trong nhiều trường hợp đó, thì quý vị yên chí đi, sớm muộn gì cũng sẽ mấy cái đó xuất hiện. Trong khi đó nếu như mình gặp một người như thế, thì mình đâu có trách nhiệm gì với ông này. Tại vì cái ông lớn kia, ông giám đốc này, ông tuyển trưởng phòng không phải mình. Đức Phật nói rồi, dẫu là chánh pháp cũng đợi hỏi mới nói. Thế việc công chuyện người ta giao cho mình là ông á, là làm vệ sinh, làm vệ sinh đàng hoàng, ai mà không sợ mình. Người trong cơ quan, người trong nào, người trong đoàn, người trong gì đó, trời ơi, cái anh này hay ghê, làm vệ sinh sạch quá trời, chú ơi, con chào chú nha chú. Tức là ngay cả một cái việc mà nhiều người nói rằng đó là một cái việc nó không có sang trọng gì hết, nếu như chúng ta chu toàn thì chúng ta cũng là chánh pháp. Nó có những cái việc mà chúng ta nghĩ rằng không, tôi mà ở chỗ này tôi không làm như anh đâu, thì cái câu nói đó là một câu nói trên cửa miệng, nhưng đó là những câu nói mà nó làm cho mình trở thành tự bệnh sau này. Nhưng mà nó trải qua rồi, cho nên mình đâu có để ý. Và khi nó có kết quả, nó có hậu quả rồi thì mình mới giật mình. Đức Phật nói rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Cái kỳ trí tuệ nó giúp cho mình tránh được nhiều việc, để đến khi xảy ra mình không có hối hận. Và khi mình thiếu trí tuệ thì bao giờ mình cũng đốp chát. Rồi tao phải vậy nó mới sợ tôi chứ. Trời ơi, tao phải vậy đó chứ, sao tao không gạt nó thôi chứ sao nó gạt tao được. Thì quý vị ơi, mà với tôi có nghe, thí dụ như tôi tới gần ai mà tôi nghe nói, trời ơi, bà Tuyết thấy không, chuyện này chỉ có tôi làm mới được thôi chứ không ai có thể làm được hết trơn á, là tôi nói thiệt quý vị đó, là tôi tránh, tại tôi sợ tôi nhiễm.
Mà nhiễm thì nó bệnh. Là vì trên đời này á, ở đâu mà núi cao á, là ở chỗ đó có hố sâu. Mà ở đâu sông cạn thì ở đó núi thấp. Tại vì đất trên thế giới này có nhiêu đó, nước có nhiêu đó, cứ chan qua chan lại chuyển tới chuyển lui. Nhà Phật mình có cái từ mà Pháp luân thường chuyển đó. Cho nên lão Khổng cũng nói đó, là có việc gì xảy ra đó, trách mình trước, không nên trách người. Tại sao như thế? Có nhiều người nói, trời sống như vậy thì sống tiêu cực quá. Dạ thưa quý vị, sự đó đâu phải vậy đâu. Không trách người là vì mình chưa biết cái chuyện đó ra làm sao đó. Cho nên cái gì chưa biết thì khoan nói. Cái người mình đó, thường đó, ưa nói gì ưa có ý kiến những cái chuyện đó mà mình chưa có quen, chưa học, chưa rành, chưa biết. Thậm chí hai vợ chồng sống với nhau, cái người chồng nói với vợ, trời ơi tôi mà không biết bà còn ai nữa. Vợ nói, trời ơi tánh ông mà tôi không biết à. Mà tôi thưa quý vị đó, khi mình đạo Phật rồi, những cái từ đó mình đừng nói nữa. Những câu nói đó là những câu nói không thông minh và thiếu trí tuệ. Cái thế giới chúng ta sống mỗi một sát na là khác hẳn. Người vợ, người chồng đầu ấp tay gối, nhưng đêm đó, một đêm đó là chúng ta có 8 tiếng đồng hồ ban đêm. 8 tiếng đồng hồ đó là chúng ta chết giả đó quý vị. Giật mình nửa đêm nghe chồng ngái. Mình không biết chồng một ngày đó chồng đối phó cái gì ở trong sở. Không biết chồng làm cái gì để mà có thể tồn tại một ngày, để có thể có tiền, có bạc, để cho gia đình đầm ấm. Cái mình nói, vậy vậy đi. Trời ơi, ngoái quá lớn quá, ngủ được gì trơn á. Thay vì á, mình nằm im, mình lấy một cái gì đó, mình xem phim, mình lấy cuốn sách đọc, mình làm gì đó không biết nữa, để cho nó mất mất một tiếng đồng hồ đó, và mình canh cái giấc ngủ cho chồng. Mình biết rằng có một cái gì đó, cho nên mình thường sẽ thấy chồng ngáy nhỏ nhẹ, mà hôm nay chồng ngáy dữ vậy. Thì quý vị biết không, nếu chúng ta không làm được chuyện đó thì chúng ta không thể nào trở thành Bồ Tát. Cái con quỷ đó, nó giả Bồ Tát đẹp hơn Bồ Tát. Mà ai nói nó quỷ là nó giết. Còn Bồ Tát rồi đó, ai nói mình là quỷ thì Bồ Tát cũng không có sao. Tại Bồ Tát biết mình không phải quỷ thì đâu có chuyện gì đâu mà giận. Và nếu như nó đang là, có nghĩa là quý vị đang có con, hãy cố gắng hiểu con mình. Con nó chưa đói, trưa rồi sẽ giờ không chịu ăn, làm mình cũng chết à, đi về không chịu ăn nữa, nè ăn đi. Tôi nói thiệt á, là cái miệng của mình nó linh lắm. Cho nên nó có nhiều bà mẹ, quý vị thấy không, con làm đâu làm, đồ yêu, đồ quế, tao mà tao phải, tao đeo vào vậy tao bán, mà tao đeo mày nó phải làm cái sao. Bà đang quỷ cho nên bà mới thấy quỷ. Chứ bà đang người bà không thấy quỷ. Con quỷ nó mới thấy con quỷ quý vị ơi. Cho nên khi mình thấy quỷ xuất hiện nghĩa là mình đang quỷ, trời ơi. Cho nên hai con quỷ phải có ngôn ngữ của quỷ. Bây giờ tu đạo Phật thì đừng làm gì xa xôi cách trở muôn trùng nữa. Thậm chí có những việc người vợ đi chùa hoài à, tại thích đi chùa. Nhưng mà về rủ chồng, chồng có đi. Anh không biết tu, anh tu gì chứ, anh nói tu chứ. Mà quý vị quên rằng Đức Phật giảng cho mình á, mình đàn bà nè, mình muốn thành đàn ông mình phải tu nhiều kiếp lắm mới thành đàn ông. Cho nên người ta tu rồi. Bây giờ người ta không theo mình đi chùa không có nghĩa là người ta không có tu, trời ơi. Thì bây giờ mình làm sao cho chồng đi chùa? Thấy khó nhưng mà không có khó. Tức là mình bình thường mình nhà mình hét, mình la, mình giận, mình làm tùng lung hết, mình sụ mặt mình này kia. Thì giờ mình đi chùa rồi về mấy cái đó mình đừng làm nữa đi. Chồng sẽ đi chùa. Tại chồng thấy trời vợ xinh quá, vợ Bồ Tát ghê, vợ nhờ đi chùa đó, dễ thương quá. Thì giờ mình đi chùa đi, khuyến khích vợ đi cho vợ đi chùa. Thì cái đó mọi người cùng đi mà không ai mít lòng ai hết á. Còn cái này đó, mình đối xử với chồng, nói thiệt quý vị, tôi cũng nữ nè, mà tôi cũng sám hối dữ lắm. Mình đôi khi mình xem chồng giống như con mình nha. Là tại vì cái chức năng mẹ mà. Mà chức năng mẹ nó cứ lấn lướt hoài á. Rồi cái riết nó thành ra quy luật. Mà nó có những cái
khi tôi viết tuồng đó, có những cái tuồng tôi để cho nhân vật nói á, nó có những con đường không có bạn cấm nhưng mà không được đi, mà nó có những con đường bạn cấm đầy hết nhưng đôi khi phải lén lút mà đi, và cái đó là đạo. Thậm chí khi mà chúng ta có đạo thì trong cơn giận chúng ta cũng có chánh pháp, chứ không phải đạo mà không có giận. Là vì trời đất bảo tố, tức là trời với đất lạnh quá, nóng quá, gặp nhau không có một cái độ trung chuyển cho nên nổ thì con người mình sống trong trời đất này, cái hạt bụi mình như thế, cái sóng từ mình như thế, mình cứ im liềm hoài vậy là mình mới bệnh đó. Chứ còn mình giận, mình cứ giận, nhưng mà cái giận của một cái chánh pháp nó khác hẳn. Thưa quý vị, mình giận, chồng nói em giận anh hả? Có, em có giận, cho em giận anh nửa tiếng đi, em xin nửa tiếng giận anh, nửa tiếng là em hết rồi đó. Thì quý vị thử làm như vậy đi, chưa tới nửa tiếng, thậm chí khi quý vị nói như vậy cái quý vị mắc cười. Mà mình khôn quá, mình quá giải nhiều thứ trong đời này, sao mình không quá giải cho cái kiếp người của mình, để cái giờ nào của mình sống với gia đình, cái giờ nào mình hiện diện ở nơi cái cơ quan, cái giờ nào mình có mặt ở trên cái trái đất này, mình đều có thiên đường của mình. Chả có một cái thiên đường nào chung của ai, cũng không có một địa ngục nào chung của ai. Đức Phật nói rồi, quý vị tâm địa ngục thì sẽ địa ngục, mọi thứ địa ngục sẽ hiện lên. Quý vị tâm thiên đường thì là mọi thứ thiên đường sẽ hiện ra. Thay vì em nói anh rồi đó, thôi đi em thôi.